Trong bản tin Việt Nam Top News ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi điều chỉnh kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid đợt 5 trên địa bàn thành phố. Lợi dụng đêm tối, lực lượng canh gác mỏng, nhiều người dân luồn dây thép gai, treo rào ra khỏi khu vực phong tỏa. 5 người ở thành phố Phú Quốc, Kiên Giang rủ nhau đi tắm biển khiến một người không qua khỏi do đuối nước, một người mất tích. Dọc đường từ miền Nam về quê, những người lao động đã sống dưới vòng tay đùm bọc của người dân các tỉnh thành nơi họ đi qua. Nhận thấy phụ nữ đang rất cần bao vệ sinh nên chàng trai Nguyễn Minh Trọng không ngại ngần tìm cách hỗ trợ. Những tên tuổi công nghệ lớn nhất Trung Quốc là Huawei và ByteDance đang tăng cường rót tiền vận động hành lang với chính phủ Mỹ. Israel phải hủy bỏ 80.000 liều vaccine Covid-19 do hết hạn sử dụng vào ngày 1 tháng 8. Vượt qua căn bệnh ung thư máu, võ sĩ judo Jorge Fonseca giành huy chương đồng Olympic khiến huấn luyện viên Jose Mourinho phải bái phục. Charlotte Worthington vừa hoàn thành bước chuyển từ một đầu bếp chuyên nghiệp thành nhà vô địch Olympic. Chúng ta xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đang theo dõi Việt Nam Top News. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với những nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay, ngày 2 tháng 8 năm 2021. Mở đầu cho Việt Nam Top News ngày hôm nay, chúng ta xin gửi đến quý vị những thông tin mới nhất cập nhật về tình hình dịch bệnh Covid-19. Một trong những điểm mới trong chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách lần này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Nguyễn Thành Phong yêu cầu các địa phương kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở yên đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi thành phố Hồ Chí Minh cho tới khi hết thời gian giãn cách, trừ những trường hợp được Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các tỉnh thành đưa về quê theo nhu cầu. Như vậy theo quy định này, những trường hợp tự phát đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác sẽ không được cấp phép. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp giảm mật độ giao thông. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các quận huyện và thành phố Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, phấn đấu một đội tiêm phải tiêm ít nhất 200 người một ngày, tùy theo điều kiện có thể tổ chức tiêm sau 18 giờ, tổ chức các đội tiêm lưu động, đồng thời tổ chức đảm bảo cung cấp hỗ trợ kịp thời lương thực, thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo, mất thu nhập không còn nguồn dự trữ, nhất là người dân tại các khu phong tỏa, không để người dân nào thiếu ăn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương lập danh sách tiêm toàn bộ người dân, huy động tổng lực ngành y tế tham gia, bỏ giới hạn người được tiêm tại mỗi điểm. Theo kế hoạch tiêm chủng vaccine Covid-19 đợt năm mới, Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm lập danh sách tiêm cho toàn bộ người dân cư trú trên địa bàn, xếp lịch tiêm chủng theo buổi tiêm, ngày tiêm. Công tác tổ chức phải đảm bảo nguyên tắc người nào ở nơi nào được tổ chức tiêm ở khu vực đó. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ưu tiên tiêm cho người trên 65 tuổi, người có bệnh nền mãn tính, lực lượng y tế và các lực lượng tuyến đầu khác. Công tác tiêm chủng cho người trên 65 tuổi và người có bệnh mãn tính được thực hiện tại tất cả cơ sở cố định và lưu động, không bắt buộc tiêm tại bệnh viện. Đối với người nằm ngoài nhóm ưu tiên trên, các địa phương sắp xếp tổ chức thực hiện tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên về độ tuổi là nhóm trên 50 tuổi, nhóm trên 35 tuổi và nhóm trên 18 tuổi. Vào thời điểm đêm tối, lực lượng canh gác mỏng, nhiều người dân ở phường Trường Dương, quận Hoàn Kiếm luồn dây thép gai, trèo rào ra khỏi khu vực phong tỏa. Lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm phong tỏa một phần phường Trường Dương để phục vụ công tác truy vết, xét nghiệm người liên quan đến ca dương tính là đội viên của đội trật tự đô thị phường. Trước đó tham gia trực chốt kiểm soát Covid-19 cùng nhiều người. Do địa bàn phường Trường Dương rộng lớn khó kiểm soát, chiều 1 tháng 8 lực lượng chức năng quay hàng rào dây thép gai dọc tuyến đường Hồng Hà trong khu vực cách ly để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên vào buổi tối, lực lượng canh gác mỏng, rất nhiều người sinh sống tại khu vực phường Trường Dương đã trèo vào từ trong ra ngoài và đi khỏi đây. Một số người khác bất chấp lệnh cấp trèo vẫn cố lên mặt đê để nhận hàng của người ở ngoài khu vực phong tỏa ném vào trong. Rất nhiều người khác lợi dụng sự vắng bóng của lực lượng chức năng canh gác để tuồn đồ đạc ra ngoài. Đây thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, 5 người ở thành phố Phú Quốc, Kiên Giang rủ nhau đi tắm biển khiến một người không qua khỏi do đuối nước và một người mất tích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Thới, thành phố Phú Quốc xác nhận trên địa bàn phường vừa xảy ra một vụ đuối nước trong lúc tắm biển. Theo thông tin ban đầu, 5 người rủ nhau ra bãi biển Đất Đỏ, phường An Thới để tắm biển thì bị sóng cuốn khiến cả 5 người bị đuối nước. Những người dân ở gần đó đã cứu được 3 người, vớt được một thi thể nhưng vẫn còn một người mất tích. Ông Thới cũng thông tin thêm, hiện Ủy ban nhân dân phường An Thới đang huy động lực lượng chức năng tìm kiếm người đang bị sóng cuốn trôi, nhưng do trời mưa, sóng to, gió lớn nên công việc tìm kiếm còn gặp nhiều khó khăn. Liên tục chương trình là một số câu chuyện đời sống kinh tế dân sinh đáng chú ý khác. Những ngày này, liên tục từng đoàn xe từ miền Nam nối đuôi nhau về quê tránh dịch. Rời thành phố Hồ Chí Minh, cả hành trình dài của họ không kể hết những nỗi gian nan, nhưng điều đồng lại trong mỗi người là sự tử tế của đồng bào đã giang tay giúp đỡ lúc họ khó khăn nhất. Đến địa phận Đà Nẵng, từng đoàn người dừng chân nghỉ ngơi sau hành trình dài mệt nhoài, đôi mắt ai nấy đỏ oạch vì gió bụi. Điểm dừng chân ở đường Tạ Quang Vũ, giáp hầm Hải Vân có rất nhiều người dân Đà Nẵng chờ sẵn với cơm, nước, bánh ngọt, sữa, áo mưa và cả máy phát điện. Từ sáng đến đêm, có gần chục nhóm người dân chở nhu yếu phẩm ra điểm dừng chân này. Có người đặt trên chiếc bàn ngay điểm dừng chân rồi rời đi. Có người nán lại để trực tiếp đưa những suất ăn đến tận người hồi hương cùng lời động viên cố gắng. Từng xe dừng chân ghé đến nhận thức ăn và nước uống.
ai nấy như lết vội vào chợ đất trống để ăn hộp mì, hộp cơm, cái bánh trong gấp gáp rồi kiểm tra lại xe, chuẩn bị vượt đèo Hải Vân ra Huế. Trong lần đi cứu trợ thực phẩm cho cái đĩa phong tỏa, nhận thấy ngoài lương thực, phụ nữ đang rất cần băng vệ sinh nên chàng trai Nguyễn Minh Trọng không ngại ngần tìm cách hỗ trợ. Anh Nguyễn Minh Trọng, 32 tuổi, đang là chủ một doanh nghiệp vận tải ở Đồng Nai, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện tại địa phương và nhiều nơi khác. Khi dịch bắt đầu bùng phát hồi đầu năm, anh bỏ tiền túi bắt đầu hành trình giúp đỡ những người khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch. Trọng tự đi mua gạo, thức ăn cùng nhiều thứ khác rồi chở đến những điểm phong tỏa. Thời gian này, số ca nhiễm Covid-19 ở Đồng Nai liên tục tăng. Để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như cộng đồng, Trọng liên hệ trước với chính quyền địa phương đến những nơi được cho phép và luôn tìm hiểu đời sống, những thiếu thốn của người dân để có cách giúp đỡ phù hợp. Sau đây sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Theo Nikkei, Huawei và ByteDance, công ty mẹ của TikTok đang rót nhiều tiền hơn để vận động hành lang chính phủ Mỹ trong quý 2 so với quý 1. Động thái diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa bỏ các chính sách khác nhau của người tiền nhiệm Donald Trump nhằm vào các doanh nghiệp Trung Quốc. Với Huawei, khoản chi phản ánh cuộc khủng hoảng mà công ty đang gánh chịu khi chính quyền ông Biden mở rộng các lệnh cấm của ông Trump. Theo kế hoạch hạ tầng của ông Biden, Huawei bị loại bỏ khỏi gói chi tiêu băng rộng trị giá 65 tỷ đô. Có rất ít bằng chứng cho thấy cuộc đối thoại có thể diễn ra. Tuy nhiên, chi phí vận động cao hơn nhiều của Huawei hơn 1 triệu đô trong quý 2 so với gần 200.000 đô trong quý 1, cho thấy gã khổng lồ viễn thông Trung Quốc vẫn tiếp tục lạc quan. ByteDance và TikTok bỏ ra 1,95 triệu đô trong quý 2, tăng từ 810.000 đô trong quý 1. Không như Huawei, ByteDance đang ở vào thế thuận lợi hơn tại Mỹ. Vào tháng 6, Tổng thống Biden ký xác lệnh hành pháp thu hồi các lệnh cấm trước đó của ông Trump nhằm vào TikTok và WeChat. Theo Channel Chao, Pfizer từ chối gia hạn sử dụng đối với lô 80.000 liều vaccine nói trên của Israel. Lô vaccine Pfizer-BioNTech này trị giá khoảng 1,8 triệu đô. Theo Times of Israel, phản hồi về thông tin nói trên của Channel 2, Bộ Y tế Israel cho biết nhà nước Israel đang quản lý kho vaccine của mình và vẫn lưu tâm đến hạn sử dụng của sản phẩm. Nhà nước Israel đã ký thỏa thuận giữ bí mật và không thể tiết lộ chính xác số lượng vaccine đến hạn. Đầu tháng này, Israel chuyển giao khoảng 700.000 liều vaccine sắp hết hạn tới Hàn Quốc như một phần của thỏa thuận trao đổi vaccine giữa hai nước. Theo đó, Seoul sẽ gửi vaccine mới lại cho Tel Aviv vào cuối năm nay. Lô vaccine 80.000 liều nói trên hết hạn một ngày sau khi Israel bắt đầu tiêm mũi vaccine thứ ba cho người trên 60 tuổi. Theo Our World in Data, hiện khoảng 5,37 triệu người Israel đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, chiếm khoảng 59,4% dân số. Đây là quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine cao hàng đầu thế giới. Ở phần cuối của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với phần tin thể thao. Vượt qua căn bệnh ung thư máu, võ sĩ judo Jorge Fonseca của Bồ Đào Nha đã giành huy chương đồng Olympic Tokyo 2020, khiến huấn luyện viên nổi tiếng Joe Mourinho phải bái phục. Tấm huy chương đồng ở nội dung dưới 100kg nam trong môn judo của Jorge Fonseca là tấm huy chương đầu tiên tại Olympic Tokyo 2020 của đoàn thể thao Bồ Đào Nha. Điều đáng nói nằm ở chỗ cách đây 6 năm, Jorge Fonseca bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu và trong khoảng thời gian nói trên, võ sĩ của Bồ Đào Nha vật lộn để vượt qua bệnh tật rồi tham dự Olympic. Fonseca sau đó, trong mọi nỗ lực để có thể có mặt tại Thế vận hội ở Rio cách đây 5 năm, đã yêu cầu các bác sĩ đẩy nhanh quá trình hóa trị cho anh, bất chấp việc hóa trị thường mang lại các tác dụng phụ gây khó chịu, bao gồm cả mệt mỏi và buồn nôn. Bằng nỗ lực thần kỳ, Jorge Fonseca đã đến được với Olympic Rio 2016. Dù chỉ xếp thứ 7 ở hạng cân siêu nặng trong môn judo dành cho nam, nhưng điều đó đã là kỳ tích với vận động viên Bồ Đào Nha và thể thao trên toàn thế giới. Một đầu bếp chuyên nghiệp người Anh tên Charlotte Worthington vừa giành được huy chương vàng nội dung biểu diễn tự do nữ trong môn xe đạp địa hình BMX tại Olympic Tokyo 2020. Ở đợt thi chung kết môn này tại Thế vận hội diễn ra vào hôm qua, Charlotte Worthington khiến người xem sửng sốt với màn nhào lộn 360 độ với cả người và xe đạp lộn ngược trên không trung, trở thành người phụ nữ đầu tiên trên thế giới thực hiện được điều này trong môn BMX. Cô giành được đến 97,50 điểm, bỏ xa người và gì cũng là vận động viên 3 lần vô địch thế giới Hannah Roberts, chỉ đạt 96,10 điểm. Trước khi tham dự Olympic Tokyo 2020, Charlotte Worthington trở thành người Anh đầu tiên giành huy chương tại một giải vô địch thế giới môn xe đạp BMX với huy chương đồng giải thế giới năm 2019 tại Chengdu, Trung Quốc. Tháng 6 năm nay, trước khi tham dự Olympic, Charlotte Worthington một lần nữa giành huy chương đồng ở nội dung biểu diễn tự do nữ xe đạp BMX ở giải vô địch thế giới diễn ra ở Montpellier, Pháp. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Việt Nam Top News tối nay. Quý vị đừng quên thực hiện nghiêm chỉnh thông điệp 5K của Bộ Y tế để dịch bệnh sớm qua đi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.